Giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất đã ùn tắc kéo dài vào trưa ngày 19 tháng 12 năm 2017 sau một vụ tai nạn giao thông. Theo thông tin ban đầu, vào 11 giờ 30 phút, xe khách mang biển số 29B07088 lưu thông tại vòng xoay Lăng Cha Cả theo hướng đi Trường Chinh. Khi vừa tới gầm cầu vượt, xe tông vào thanh chắn giới hạn chiều cao rồi mắc kẹt. Sự cố khiến phần đầu xe bị hư hỏng, thanh giới hạn chiều cao bị tông cong, bật gốc ra đường. Giao thông trên đường Trần Quốc Hoàng hướng từ sân bay Tân Sơn Nhất đi ra bị ùn ứ kéo dài, các phương tiện di chuyển hết sức khó khăn. Lực lượng cảnh sát giao thông đã đến phân luồng điều tiết giao thông, xử lý hiện trường. Xe cẩu cũng đã được điều đến cứu hộ xe gặp nạn